Vịt bầu quỳ là giống vịt được đánh giá có chất lượng thịt ngon nhất Việt Nam ở hiện nay và còn được người dân bản địa xem như là một đặc sản. Và gần đây thì mô hình chăn nuôi vịt bầu sạch theo hình thức chăn thả tự nhiên đã mở ra một hướng phát triển kinh tế mới, mang lại hiệu quả cao cho nhiều hộ dân tại huyện Quế Phong của tỉnh Nghệ An. Đó cũng là mô hình mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Đi tìm thực phẩm sạch tuần này. Đây là hệ thống ao hồ dùng để làm khu vực chăn thả của hàng nghìn con vịt bầu của các hộ dân hợp tác xã giống cây con xã Quý Sơn. Hầu hết nguồn nước ở đây đều được lấy từ nguồn nước suối sạch đầu nguồn, xử lý theo quy trình cho vào ra thường xuyên, đảm bảo sạch sẽ cho đàn vịt sinh sống và phát triển. Thứ nhất là nó phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương. Cái thứ hai là cái nguồn nước. Nguồn nước đối với con vịt thì phải có nguồn nước vô ra, đảm bảo nguồn nước sạch, hợp vệ sinh. Thì để phòng chống dịch bệnh cho con cá, cho vừa cá vừa những con vịt nói chung. Đặc biệt mà để phát triển đàn vịt được tốt, thứ nhất là nguồn thức ăn. Vịt bầu được nuôi kết hợp theo phương pháp nuôi thả tự nhiên với phương pháp khoa học bằng việc cho ăn các loại thức ăn sử dụng tự nhiên như các loại ngô, lúa và rau xanh tự nhiên, ít sử dụng các chất tăng trọng trong chăn nuôi. Ngoài ra, người dân còn cho vịt nơi ăn dạo đồng theo thời gian nhất định để bổ sung các loại dinh dưỡng và chất tanh phù hợp, nên chất lượng vịt bầu ở đây rất ngon và sạch. Cho ăn những cái thức ăn tự nhiên của nó, ví dụ như ngô rồi là khoai sẵn lên lúa, thì cái chất lượng nó cũng tốt hơn. Vậy là điều kiện thứ hai này là cái nước ở đấy là nó vào ra thường xuyên, nên là cái nước rất là sạch. Mà cái môi trường không bị ô nhiễm cho nên là con vịt phát triển rất là tốt. Để giúp người dân phát triển ổn định, năm 2008, ông Thái Diệu thành lập doanh nghiệp tư nhân Diệu Châu chuyên sản xuất và cung cấp giống vịt bầu quỳ thuần chủng, chất lượng cao. Mỗi tháng, ông sản xuất được khoảng 24.000 con vịt giống thuần chủng. Ông Thái Diệu cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận sở hữu thương hiệu vịt bầu. Con giống. Tức là đầu tiên là mẹ là phải dùng hệ vaccine, tức là dùng cả vaccine để phòng cho mẹ khi đã sinh con đẻ ra con mới khỏe mạnh được. Con nói chất lượng con vịt thì thịt con vịt thì là ngon, vậy mà lý do tức là con vịt bầu thì hẳn ăn ngô rồi rau cảm thức ăn tự nhiên chứ hẳn dùng thức ăn công nghiệp, nên con vịt bầu này rất ngon. Ông Thái Diệu cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận sở hữu thương hiệu vịt bầu quỳ. Hiện nay, mô hình nuôi vịt bầu theo hướng sạch tự nhiên đang được mở rộng ở các huyện miền núi vì có địa hình và khí hậu phù hợp. Giá thành mỗi con vịt bầu dao động từ 200.000 đến 250.000 đồng một con.